Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà, đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isa-ve chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đức mẹ Maria trước khi mang con Thiên Chúa trong bụng dạ của mình thì đã thật sự mang chính tình yêu của Thiên Chúa nơi tâm hồn mình. Đức mẹ đã có sẵn trong tâm tư mình dành cho Thiên Chúa. Đức mẹ đã có sẵn trong suốt một đời sống của mình tất cả những gì là thánh ý Chúa, là thuộc về giáo huấn của Chúa, thuộc về mạc khải của Chúa. Cho nên hôm nay với lời thưa xin vâng chỉ như là một trong vô số những điều mà Đức mẹ đã có với Chúa trong cuộc đời mình: ân nghĩa, sự thảo hiếu, tình yêu mà Đức mẹ muốn có, muốn dâng lên Chúa. Thì tất cả những điều đó trong cuộc đời Đức mẹ đã có sẵn hết rồi. Nay thốt lên lời xin vâng chỉ là một trong tất cả cái kho tàng mà Đức mẹ đã sống ấy dành cho Chúa của mình mà thôi. Vậy cho nên lời thưa xin vâng của Đức mẹ nó nhẹ nhàng hết sức, nó vô cùng đẹp, và nó trở thành kiểu mẫu cho tất cả lời xin vâng của chúng ta. Bởi lời xin vâng của Đức mẹ nó không phát xuất từ bất cứ một vụ lợi nào. Không phải khi nghe thiên thần trình bày rằng bà là mẹ của Đấng Tối Cao, là Chúa Thánh Thần bao trùm lấy bà, là Đấng Tối Cao bao trùm lấy bà, hoặc là Thiên Chúa ở cùng bà, thì lúc bấy giờ Đức mẹ mới thưa xin vâng như một cái gì đó trang điểm cho mình vụ lợi. Không, Đức trinh nữ Maria đã có sẵn một tâm hồn trinh trong dành cho Chúa, một tâm hồn tuyệt đối dành cho Chúa. Đức mẹ đã có sẵn một đời xin vâng. Cho nên tiếng xin vâng của Đức mẹ chỉ đến dịp nó thốt lên thế thôi. Và vì thế cho nên nó trở thành lời xin vâng đẹp. Hay đúng hơn, tôi ví một đời xin vâng của Đức mẹ như những nụ hoa. Nụ hoa đã chờ đó, đã có sẵn. Chỉ cần giọt sương rớt xuống,
nụ hoa sẽ nở ra. Thì cũng vậy, tiếng xin vâng của Đức Mẹ là tiếng xin vâng của người thuận theo thánh ý Chúa mà Đức Mẹ luôn cưu mang trong đời mình đã có sẵn hết rồi. Và giờ đây nó như cái dịp trước mặt Tổng lãnh Gabriel là dịp để Đức Mẹ thốt lên, để lời xin vâng ấy trào ra trên môi miệng mình, để lời xin vâng ấy được bật thốt trên chính đôi môi của mình, đẹp như nụ hoa vừa nở. Và thưa anh chị em, nếu tôi và anh chị em trong cuộc đời này mà cũng tiếp tục xin vâng với thánh ý Chúa suốt đời mình, như thế chúng ta cũng sẽ đẹp lắm, cũng sẽ trở thành kiểu mẫu như chính Đức Maria đã đi bước trước, và chúng ta mon men theo sau để xin vâng không phải như một lời nói xin vâng, như mà một lời nói thay cho cả lòng dạ và cuộc đời, cả tâm hồn, tâm tư của mình đã từng xin vâng. Xin vâng có sẵn, giờ đây nó thốt trên môi miệng. Ước gì chúng ta là như vậy. Ước gì qua mọi cảnh huống của đời sống, ước gì đối diện với tất cả những hoàn cảnh xảy ra trong đời mình, chúng ta đều đáp lại lời xin vâng, đáp lại lời xin vâng nhẹ tênh như một người đang cất cánh bay lên, nhẹ tênh y như một bóng chiều, một cơn gió thoảng qua, nhưng nó đông đầy trong đó là tất cả sự xác tín, sự mạnh mẽ phải có sẵn trong một tâm hồn mạnh mẽ, xác tín, cậy dựa và tín thác dữ dội dành cho Chúa, thì nó mới có thể thốt lên, nó có thể bật ra nhẹ tênh như lông hồng, nhẹ tênh như chiếc bong bóng, nhẹ tênh như cơn gió thoảng vậy. Không dễ đâu anh chị em, không dễ mà có thể cất lên tiếng xin vâng đâu, không dễ mà có thể nói với Chúa trong mọi hoàn cảnh xin vâng đâu. Bởi hôm nay Đức Mẹ đáp lời xin vâng của Thiên Thần, nhưng một lần thưa xin vâng, chúng ta sẽ thấy Đức Mẹ sống một đời xin vâng bên cạnh Chúa với không biết bao nhiêu là thánh giá mà Đức Mẹ phải đón lấy, nhất là sau này khi Đức Mẹ bồng lấy xác Chúa Giêsu, lúc bấy giờ tiếng xin vâng nó mới nghẹn ứ làm sao. Nhưng Đức Mẹ vẫn một lòng xin vâng, dẫu đau khổ nhất, dẫu tê tái nhất, dẫu buốt giá nhất, dẫu khủng khiếp nhất trong cuộc đời của Mẹ. Thành ra tưởng chừng nó nhẹ tênh, nhưng nó phải đông đầy trong lòng thì nó mới nhẹ tênh như vậy được. Tôi và anh chị em cũng vậy. Nếu chúng ta xác tín và học lấy bài học của Đức Mẹ, để Đức Mẹ trở thành ngôi trường giáo dục chúng ta lòng xin vâng, thì chắc chắn cuộc đời mình cũng sẽ cất bước với Đức Mẹ, cũng sẽ thốt lên trong mọi cảnh huống như tôi vừa nói, để cuộc đời chúng ta nở hoa xin vâng, không phải một đóa hoa gượng ép, héo hắt trên môi miệng, buộc phải thưa vâng thì thưa vâng không, nhưng với sự tự nguyện, với sự hiến dâng, với lời đáp tự do con xin vâng. Một đóa hoa như vậy đẹp biết bao nhiêu, một đóa hoa xin vâng tươi thắm như chính Đức Trinh Nữ Maria, vì Đức Mẹ cũng là người, nhưng Đức Mẹ đã xin vâng thánh ý Chúa dễ dàng, thì tại sao tôi và anh chị em sống trong cuộc đời này một ngày cũng có 24 giờ đồng hồ như vậy mà chúng ta lại không thể làm được như Đức Mẹ? Hãy học, hãy để Đức Mẹ trở thành ngôi trường giáo dục, chúng ta sẽ đi theo và sẽ có những lời xin vâng, những giai đoạn xin vâng, những tiếng thưa vâng đẹp như nụ hoa mới nở trên môi của chúng ta. Nụ hoa xin vâng phải tiếp tục từ nơi Đức Mẹ đến với từng con cái của Đức Mẹ là từng người đây, để nụ hoa ấy trải dài trong vườn hoa của Hội Thánh bằng những tiếng xin vâng, bằng những thái độ xin vâng, bằng những lời sống xin vâng, xin dâng lên Thiên Chúa
dâng lên tiếng xin vâng của mình trót đời là chúng ta dâng lên tất cả những điều đẹp nhất trong cuộc đời mình, tinh túy nhất trong cuộc đời mình cho Thiên Chúa, cho Đấng đã tác thành và cứu độ cùng thánh hóa chúng ta.